Ngày 20 tháng 1, Liên đoàn Lao động huyện Tuyên Hóa đã tổ chức tổng kết hoạt động công đoàn năm 2020, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2021. Tham dự ở tỉnh có đồng chí Võ Văn Tiến, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh; ở huyện có đồng chí Bùi Thanh Chuyên, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận huyện ủy; đồng chí Hồ Thị Bích Hà, Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo huyện ủy; đồng chí Hồ Vũ Thường, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện. Huyện Tuyên Hóa hiện có 107 đơn vị công đoàn cơ sở với tổng đoàn viên người lao động là 3.777 người. Năm 2020, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng nhìn chung tình hình cán bộ, công chức, viên chức và người lao động cơ bản ổn định, kinh tế xã hội tiếp tục phát triển, an ninh quốc phòng được đảm bảo, thu nhập của người lao động trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước khoảng 5.8 triệu đồng người trên tháng, tình hình thực hiện pháp luật lao động của các doanh nghiệp thực hiện chế độ bảo hiểm đã được cải thiện đáng kể, các hoạt động xã hội nhân đạo từ thiện được cả công đoàn cơ sở tích cực tuyên truyền vận động đồng góp quạt lấy quỹ có hiệu quả trên 1,3 tỷ đồng. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể tuyên truyền vận động đoàn viên tham gia hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2020 đạt chỉ tiêu đề ra. Tổ chức chương trình Tết Xuân Vầy năm 2020 đã trao 119 xuất quà với tổng số tiền gần 55 triệu đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn. Trong năm đã tiến hành bàn giao 2 nhà máy ấm công đoàn cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trị giá 60 triệu đồng. Hội nghị đã đề ra nhiệm vụ trọng tâm hoạt động công đoàn năm 2021, trong đó tập trung tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động công đoàn một cách toàn diện. Công đoàn cơ sở chủ động phối hợp với chuyên môn, chính quyền đồng cấp tìm biện pháp duy trì ổn định phát triển sản xuất kinh doanh, tạo việc làm thường xuyên và thu nhập cho người lao động, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Dịp này đã có một cá nhân được nhận bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, một tập thể được nhận cờ thi đua của Liên đoàn Lao động tỉnh, một tập thể, một cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, nhiều tập thể, cá nhân được Ủy ban nhân dân huyện, Liên đoàn Lao động huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng các tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2020.